Truy nóng gã trai mặc áo grab cầm kim tiêm vào cửa hàng tạp hóa cướp tài sản. Nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên Vũ Thịnh Hưng đã mặc áo grab cầm kim tiêm vào cửa hàng tạp hóa để đe dọa cướp tài sản. Ngày 16 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thịnh Hưng, sinh năm 1995, trú tại xã An Tân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, Công an Phường Thượng Thanh nhận được tin báo của chị HTC sinh năm 1983, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, về việc khoảng 17 giờ 45 phút ngày mùng 6 tháng 8, chị C bị một đối tượng mặc áo grab còn kim tiêm vào cửa hàng tạp hóa của chị đe dọa cướp tiền, hàng trong ngăn kéo. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên đã phối hợp với công an phường Thượng Thanh khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng gây án. Đến 10 giờ ngày mùng 7 tháng 8, công an quận Long Biên đã bắt giữ thủ phạm là Vũ Thịnh Hưng sinh năm 1995, trú tại An Tân, huyện Thái Thụy, Thái Bình, tại cơ quan công an. Hơn gai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên đã đi cướp tài sản. Hiện công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.